Xin chào lại là người bạn mực xưa các anh chị đây. Ngày hôm nay mình muốn chia sẻ về một câu hỏi mà mình thường gặp trong lúc tư vấn cho khách hàng, đó là trong lúc gia hạn thẻ xanh hoặc là thi quốc tịch chúng ta có thể đi ra nước ngoài hay không. Trong lúc mà anh chị gia hạn thẻ xanh hay là thi quốc tịch thì anh chị sẽ nhận được một cái hóa đơn, một cái receipt từ sở di trú. Ở trên cái hóa đơn đó thì họ sẽ in là khi anh chị nộp giấy tờ vô để xin gia hạn thẻ xanh hoặc là xin thẻ xanh mới thì họ sẽ tự động gia hạn cái thời gian mà anh chị tiếp tục được lưu trú tại Hoa Kỳ. Và anh chị có thể dùng cái hóa đơn này để mà anh chị có thể đi ra nước ngoài đi làm hoặc là làm bất cứ những cái việc gì mà thường trú nhân có thể làm. Và trong những ngày vừa qua thì chúng ta thấy là sở di trú đã có một thông báo mới về cái việc này. Trước đây khi mà anh chị gia hạn thẻ xanh hoặc là xin thẻ xanh mới hay là đi thi quốc tịch thì cái hóa đơn đó họ chỉ có gia hạn cái thời gian của chúng ta trong vòng 1 năm thôi. Sau đó nếu mà chúng ta cần phải đi ra nước ngoài thì mình cần phải đi tới sở di trú để mà mình xin họ đánh dấu vào trong cái hộ chiếu của mình. Nhưng mà hiện giờ vì cái số lượng hồ sơ ở tại sở di trú quá tải và họ không có đủ nhân viên, thành ra họ đã đưa ra một cái quy định mới là kể từ ngày hôm nay họ sẽ chính thức gửi cho anh chị một cái thông báo là nếu anh chị đang trong thời kỳ gia hạn thẻ xanh, xin thẻ xanh mới hoặc là đang thi quốc tịch thì họ sẽ gửi cho anh chị một cái hóa đơn là anh chị sẽ được thời gian gia hạn thẻ xanh 2 năm mặc dù anh chị chưa có nhận được cái thẻ xanh mới. Thành ra anh chị nào trong cái quy trình đó đừng lo ngại, anh chị vẫn có thể tiếp tục đi ra nước ngoài đi làm hoặc làm bất cứ những cái điều gì anh chị cần thiết. Để biết thêm chi tiết về những vấn đề di trú thì anh chị có thể liên lạc với văn phòng luật sư Jennifer Hà.